Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Không khí lạnh tăng cường ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay nhiệt độ ở Thành phố Hồ Chí Minh giảm hơn so với ngày 29 tháng 11 là 2 độ C. Do đó người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh cảm giác không khí lạnh hơn so với ngày hôm qua. Sáng ngày 30 tháng 11, nhiệt độ thành phố Hồ Chí Minh giảm so với hôm qua 2 độ C. Người dân có cảm giác không khí lạnh hơn so với ngày trước đó. Cụ thể, nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất ngày 29 tháng 11 là khoảng 30 độ C, thấp nhất khoảng 23 độ C. Tại Nhà Bè, nhiệt độ cao nhất 29 độ C, thấp nhất 23,4 độ C. Hiện tại ở Nam Bộ, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục về phía Nam, có trục qua Nam Trung Bộ. Dự báo thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ, chiều tối ngày 30 tháng 11, có mưa rào vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng 28 đến 32 độ. Ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hôm nay nhiệt độ ở Thành phố Hồ Chí Minh giảm hơn so với ngày 29 tháng 11 là 2 độ C. Dự báo trong 2 đến 3 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển dần ra phía đông và có khả năng được tăng cường yếu vào khoảng ngày mùng 2 tháng 12 đến ngày mùng 3 tháng 12. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ. Nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt hơn, tác động đến thời tiết khu vực Nam Bộ từ khoảng ngày 2 tháng 12. Trong 2 đến 3 ngày tới, thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ có nhiều mây, ngày nắng có lúc gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ ban đêm có xu hướng tăng nhẹ. Từ chiều tối ngày 2 tháng 12, mưa có xu hướng tăng, xảy ra khoảng một nửa diện tích khu vực, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Không khí lạnh mạnh tuần tới, miền Bắc khả năng giảm thấp nhất 9 độ. Khoảng ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng 12, miền Bắc khả năng đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh, trời chuyển rét kèm mưa rải rác. Dự báo một số tỉnh miền núi, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 9 đến 10 độ, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội giảm còn 20 độ. Miền Bắc vừa đón đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông 2024-2025. Sáng sớm 23 tháng 11, trên đỉnh Phan Xipang, Lào Cai xuất hiện sương muối khi nhiệt độ xuống 1 đến 2 độ. Sau đó từ đêm 26 đến 28 tháng 12, khu vực vùng núi và đồng bằng Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất dưới 10 độ. Khoảng 2 ngày nay, nhiệt độ ban ngày ở miền Bắc tăng nhẹ, trời hửng nắng nhưng đêm và sáng vẫn rét với mức 16 đến 18 độ ở khu vực Hà Nội. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định thời tiết trên cả nước từ 30 tháng 11 đến mùng 6 tháng 12 và cho biết đợt không khí lạnh tăng cường tiếp theo sẽ tràn về miền Bắc khoảng ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng 12, gây mưa rải rác, trời chuyển rét. Theo bảng cập nhật nhiệt độ và thời tiết 10 ngày tới, tại các khu vực trên cả nước, Hà Nội trời chuyển mưa, mưa rào trong các ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng 12 sau khi không khí lạnh cường độ mạnh tràn về. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mùng 5 tháng 12 giảm khoảng 3 độ so với hôm trước, dao động 23 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 độ. Từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 12, không khí lạnh bao trùm, nhiệt độ trong ngày ở thủ đô tiếp tục giảm, dao động 17 đến 20 độ. Đồng thời một số tỉnh miền núi như Lai Châu, Sơn La, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này có thể xuống 9 đến 10 độ. Trong đó nhiệt độ cao nhất ở Lai Châu trong các ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 12 duy trì ngưỡng 16 đến 17 độ. Từ nay đến trước ngày không khí lạnh mạnh tràn về, 30 tháng 11 đến mùng 4 tháng 12, miền Bắc ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét về đêm và sáng. Những khu vực khác như Bắc và Trung Trung Bộ, từ mùng 2 đến mùng 6 tháng 12 có mưa rào, đặc biệt ngày mùng 6 tháng 12 có nơi mưa to cục bộ. Cũng thời gian này, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh trong mưa dông, các khu vực mưa to cục bộ cần đề phòng lũ quét và sạt lở. Ngoài ra, người dân miền Bắc chú ý giữ ấm khi trời rét về đêm và sáng. Ngư dân trên biển theo dõi sóng lớn do không khí lạnh tăng cường vào khoảng mùng 6 tháng 12. Lý do thời tiết thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chuyển lạnh, có sương mù vào buổi sáng. Những ngày vừa qua, thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ ít mưa, trời chuyển lạnh, có sương mù nhẹ vào buổi sáng. Sáng ngày 29 tháng 11, không khí lạnh tăng cường và khuếch tán xuống phía Nam. Buổi sáng thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ xuống thấp nhất ngoài trời khoảng 25 độ C. Nhiệt độ ở một số tỉnh Nam Bộ khác phổ biến thấp nhất ở 22 đến 25 độ C và cao nhất là 30 đến 33 độ C. Ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết,
hiện không khí lạnh tăng cường và khuếch tán sâu về phía Nam, chi phối Nam Bộ là đới gió Đông Bắc hoạt động mạnh. Theo dự báo, chiều ngày 29 tháng 11, thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ giảm mây, trời hửng nắng, có mưa, mưa rào và dông ở khoảng nhỏ, hơn 1/2 diện tích khu vực Nam Bộ. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, tất cả các khu vực trưa chiều ngày 29 tháng 11, trời có lúc giảm mây, hửng nắng, buổi chiều có khả năng xảy ra mưa rào vài nơi. Trong khoảng 2-3 ngày tới, tại Nam Bộ áp cao lạnh lục địa, có cường độ ổn định, sau suy yếu dần. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ giảm dần, ở mức trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ hoạt động suy yếu, rút dần ra phía đông. Theo đó, thời tiết ở Nam Bộ trong những ngày tới sẽ có nhiều mây, ngày nắng, có lúc gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay se se lạnh, nhiều người nôn Tết. Sáng nay, 29 tháng 11, người dân thành phố Hồ Chí Minh đón ngày mới trong không khí se lạnh, mang đến cảm giác dễ chịu cho mọi người sau những ngày nắng nóng. Cư dân quận 8 chia sẻ, sáng nay, khi thức dậy, tôi cảm nhận rõ rệt trời bắt đầu se lạnh. Cảm giác này đã xuất hiện từ khoảng 2 ngày nay, nhưng hôm nay thì rõ nhất. Tôi kiểm tra nhiệt độ và thấy chỉ có 22-25 độ C vào sáng sớm. Đến 7:30, nhiệt độ vẫn duy trì ở khoảng 24-26 độ C. Cảm giác se lạnh này đã khiến nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là những người ra ngoài vào sáng sớm, phải mặc thêm áo khoác để giữ ấm. Bên cạnh đó, theo ghi nhận từ phóng viên, tình hình chất lượng không khí sáng nay cũng đã được nhiều người quan tâm. Dựa trên dữ liệu từ ứng dụng quan trắc không khí Air Visual thuộc tổ chức IWEAIR có trụ sở tại Thụy Sĩ, chất lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay được ghi nhận ở mức trung bình. Cụ thể, nồng độ bụi mịn PM2.5 vào lúc 7:30 là 15.5 hạt trên mét khối, cao gấp hơn 3 lần mức cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Điều này cho thấy, dù thời tiết mát mẻ, nhưng không khí ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn có sự ô nhiễm nhẹ, cần được theo dõi để bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt là những người có bệnh hô hấp. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tại, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tác động xuống khu vực Nam Bộ, khiến không khí se lạnh vào sáng sớm và đêm. Gió Đông Bắc đang hoạt động mạnh trên vùng biển phía đông Nam Bộ. Trong khoảng 10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa sẽ suy yếu và dần di chuyển ra phía đông. Tuy nhiên, vào những ngày cuối tuần, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ yếu nắng nhiều, ít mưa, thời tiết mát mẻ vào sáng sớm và đêm sẽ duy trì. Vì vậy, người dân cần lưu ý giữ ấm, đặc biệt là đối với trẻ em, người lớn tuổi và những người mắc bệnh về hô hấp. Trong hôm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, thời tiết Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Tây Nam Bộ có mưa rào rải rác. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 22-25 độ C vào ban đêm và sáng sớm, đến 27-30 độ C vào ban ngày. Thạc sĩ Lê Đình Quyết, chuyên gia khí tượng cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức kết thúc mùa mưa và vào khoảng từ ngày 7-12 tháng 11 vừa qua, cả khu vực Nam Bộ cũng đã hoàn tất mùa mưa trong khoảng thời gian từ ngày 10-12 tháng 11, ngoại trừ Kiên Giang, nơi mùa mưa kết thúc muộn hơn vào khoảng ngày 22-23 tháng 11. Theo ông Quyết, mùa mưa năm 2024 đến muộn hơn so với mọi năm, nhưng thời tiết kết thúc lại tương đối giống với các năm trước, thậm chí có nơi còn kết thúc sớm hơn. Trong mùa mưa năm nay, khu vực Nam Bộ đã chứng kiến một số trận mưa lớn với lượng mưa trên 100mm trong ngày. Đặc biệt, tại Bạc Liêu, vào ngày 2 tháng 11, tổng lượng mưa trong ngày lên đến 225,5mm. Đây là giá trị lớn nhất trong năm 2024 trên toàn khu vực Nam Bộ. Trận mưa này cũng là một hiện tượng hiếm gặp bởi trong chuỗi số liệu lịch sử, không phải năm nào cũng có được những trận mưa có cường độ lớn như vậy. Đáng chú ý, theo thông tin từ Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn, mùa khô năm nay dự báo sẽ tiếp tục có ít mưa. Điều này có thể gây ra tình trạng khô hạn nghiêm trọng cho các khu vực như Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Việc thiếu hụt lượng mưa trong mùa khô sẽ làm gia tăng nguy cơ hạn hán, ảnh hưởng đến nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.
đòi hỏi sự chuẩn bị và các biện pháp ứng phó kịp thời từ các cơ quan chức năng và cộng đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.